Bộ trưởng Giáo dục Australia Jason Clare cho biết, nước này sẽ chỉ tiếp nhận 270.000 sinh viên quốc tế đến học tại các trường đại học và dạy nghề vào năm 2025. Đây là số lượng sinh viên quốc tế tương đương với giai đoạn trước đại dịch. Đáng chú ý trong số này, tổng chỉ tiêu sinh viên quốc tế dành cho các trường đại học tại Australia lên tới 145.000 người, tăng 50% so với giai đoạn trước đại dịch và tương đương với số lượng sinh viên quốc tế đến học trong năm 2023. Trong khi đó, số lượng chỉ tiêu dành cho các trường dạy nghề là 95.000 người, giảm 20% so với giai đoạn trước đại dịch. Các trường học bậc cao khác ngoài trường đại học sẽ được nhận tổng cộng 30.000 sinh viên quốc tế. Bộ trưởng Giáo dục Australia Jason Clare cho biết, việc áp đặt hạn ngạch sinh viên quốc tế được đưa ra để đảm bảo hệ thống được bảo vệ và không bị lợi dụng. Hiện tại, số lượng sinh viên quốc tế đang học tại các trường đại học của Australia nhiều hơn 10% so với giai đoạn trước đại dịch, trong khi số lượng sinh viên đến học tại các trường nghề đã cao hơn 50%.